Hello, chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với channel Tiền Thuật Toán.com của Đức. Hôm nay Đức sẽ cùng với mọi người mổ xẻ cái chủ đề là tại sao là DeFi lại là tương lai của thị trường tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa hay còn gọi là cryptocurrency. Bài viết này là quan điểm cá nhân của mình nha, có thể đúng có thể sai nên mọi người có thể xem đây là một cái kênh thông tin thôi chứ không phải là một cái lời khuyên đầu tư tài chính cho mọi người. Và đây là tất cả thông tin cá nhân về bản thân Đức. Mọi người có thể đọc và giới thiệu mình tại website tiền thuật toán.com của mình. Và đây chúng ta sẽ cùng đi vào vấn đề là tài chính tập trung hay còn gọi là CeFi á. Mình ví dụ luôn ha. Từ thời điểm đầu tiên á là những trang tập trung là Binance tập trung nè, hoặc là Bitget nè. Bitget nè, CoinS nè, Huobi nè, những cái sàn này đều là những cái sàn tập trung nha mọi người, những cái sàn này đều là tài chính tập trung nha, những cái sàn này đều là sàn tập trung, có nghĩa là tiền tất cả của nhà đầu tư chúng ta muốn giao dịch chúng ta phải gửi lên cái sàn tập trung này, là chúng ta phải gửi vào cái xí với ví của Binance. Ở đây mình sẽ ví dụ cho mọi người thấy nè ha, Bitinfo đúng không? Rồi ở đây mình có thể ví dụ cho mọi người thấy nè, cái ví này, cái ví 34 này nè, đây cái ví Bitcoin này chứa 1.5% tổng cái lượng coin và nó chứa là 293.427 Bitcoin. Ví này là cái ví nó ví lạnh, ví cold nè, ví lạnh của sàn Binance. Và mình coi cái ví hot, cái hot nè, cái hot của Binance. Nó sẽ nằm ở phía dưới đây thôi. Rồi, đại loại mình có thể hiểu, mình quay lại vấn đề đây nè. Tất cả chúng ta gửi tiền lên một cái sàn giao dịch nào đó cho một cái người chủ nào đó giữ cái số tiền của chúng ta thì đó gọi là tài chính tập trung. Giống như ngân hàng Vietcombank đi, tất cả người dân gửi tiền vào đó cho một ngân hàng, họ gửi tiền, họ giữ tiền của chúng ta, đó chính là tài chính tập trung. Tài chính phi tập trung nè, bản thân Bitcoin, bản thân Ethereum, bản thân Litecoin và một số cái đồng tiền kỹ thuật số nó đều là phi tập trung rồi, nhưng chúng ta không thể giao dịch với nhau được, chúng ta không thể đổi từ Bitcoin sang Ether, từ Bitcoin sang Litecoin, tại vì bản thân mỗi cái đồng này nó nằm trên một cái platform riêng, một cái blockchain riêng của nó. Nè, chúng ta muốn giao dịch những cái đồng tiền kỹ thuật số này với nhau, chúng ta phải chuyển lên một cái sàn Binance, Binance Coin là đi là Centralized Exchange á, cái này là viết tắt của Centralized Exchange nè. Là một sàn tập trung kết nối các người chơi gửi tiền lên đây và giao dịch, tổng số tiền này sẽ gửi là về cái ví của ông chủ sàn Binance, hoặc là tiền này gửi vào một cái, nhưng mà khi mà mọi người biết á, gửi cái này vào một người nào đó họ giữ quá nhiều tiền, họ giữ con số lên hàng trăm triệu đô, hàng tỷ đô thì họ sẽ nổi lòng tham và họ sẽ lấy toàn bộ số tiền chúng ta, họ sẽ đi Dubai sống. Rồi ví dụ cho mọi người thấy những cái bằng chứng đây, những cái lần sập sàn Bitcoin 10 năm qua nè, mọi người thấy ha, nó nhiều kinh khủng luôn. Mình có thể xuống dưới đây, ở đây không có đâu, mình sẽ qua cái chỗ này nè. Đây, rất là nhiều cái lần sập sàn Bitcoin mọi người thấy nè. Tại bản thân mọi người gửi tiền vào cái ví Bitcoin của ông chủ thì ông chủ ổng đóng sàn, ổng đi Dubai, ổng sống thì chúng ta không có làm được gì. Và thì cơ bản chúng ta không có ràng buộc pháp lý với sàn. Đây nè, sàn Bitfinex bị đánh cắp 120.000 Bitcoin nè, quá kinh khủng luôn, nhiều lắm. Rồi Coindesk nè, rồi mới nhất ở đây là một CEO ở Thổ Nhĩ Kỳ nè, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nó bắt lệnh truy nã đối với người sáng lập này nè. Ông này là giao dịch mã hóa tên là Thor Desk nè, và sàn này là cướp đi số tiền là gần 2-3 tỷ đô đó, kinh khủng khiếp cho mọi người. Rồi đây mình có thể coi lại ha, đây sàn giao dịch tiền điện tử nè, Trung Quốc ASIC cam trốn nè, nhiều lắm. Đây CEO sàn giao dịch tiền cái số ôm 2 tỷ đô bỏ trốn nè. Đây, wow, số tiền 2 tỷ đô quá kinh khủng luôn. Nên từ cái những cái rủi ro như vậy nè, mọi người thấy không, rất là nhiều. Mình cho mọi người coi lại một số cái vụ đánh cắp, cái vụ mất cắp.
nó quá là nhiều luôn. Như Binance mình có thể cho một người Binance nè, Binance 2019 nè. Mình có làm cái video về cái vấn đề Binance bị hack 7.000 BC năm 2019 nè. Nó 7.000 BC thời đó là nó 41 triệu đô, mà bây giờ nó rất là kinh khủng rồi. Nó nhiều lắm, bây giờ BC nó đã lên rất là cao rồi. Nhưng mà đây chỉ là một thông tin thôi. Có thể là một thương vụ họ dàn xếp với nhau, mình thật sự không biết được. À, đây, cái chuỗi video kênh của mình. Mình đã có từng làm đến vấn đề là sàn bị hack. Sàn Binance bị hack thời điểm 2019 nè. Mọi người có thể kéo phía dưới coi ha. Rồi, chính cái vấn đề nảy sinh như vậy á, tiền nó dồn vào tay của một người quá nhiều. Nhưng mà về cơ bản mọi người biết chúng ta, một nhà đầu tư, chúng ta và sàn Binance không có một cái giấy tờ pháp lý nào cả. Nên cái rủi ro khi mà có sự cố xảy ra, sập, mất tiền hay gì là chúng ta không được một cái ràng buộc pháp lý, và chúng ta không được đền bù một cái gì cả. Nó rất là hệ lụy. Nên chúng ta từ khi đó có những người đó là họ đề xuất lại với nhau, chúng ta sẽ kết nối những cái ví lại với nhau, giao dịch lại với nhau trên một cái nền tảng, thì nó gọi là DeFi. Cái đó là một cái ý tưởng DeFi nhen nhóm, và nó hình thành chính xác là khoảng 2019 là bắt đầu có những cái sàn mainnet, có những cái sàn phi tập trung như vậy. Đây để mình cho sẵn mọi người thấy ha, DeFi nè, kết nối lại các ví với nhau, giao dịch gọi là DEX nè. Nhưng mà thực ra cái thời điểm nguyên thủy này nó là DEX 1.0 thôi, và sau đó nó nâng cấp lên DEX 2.0 á, là sàn phi tập trung, là DEX dạng AMM. Thì mình sẽ cho mọi người phân biệt cho mọi người luôn ha. Mọi người đánh vào đây nè, mọi người vào chỗ này ha, exchange mọi người DEX nè. Đây, đây là giao dịch DEX AMM, DEX AMM, DEX AMM. Rồi mình sẽ cho mọi người thấy một cái sàn DEX là 1.0. Đây, DEX 1.0 là sàn này. Chúng ta tạo một cái ví, ở đây chúng ta tạo một cái ví Binance Chain, và chúng ta vào đây chúng ta kết nối lại. Đây, đây chính là cái sàn Binance DEX nè, là chúng là Binance Chain á. Binance Chain này là dùng nền tảng là BEP, BEP này là BEP 2, là chúng ta tạo một cái ví, là cái ví có đầu ví là BNB 1, rồi nó sẽ chạy ở phía sau, và chúng ta kết nối lại cái ví nhau. Sàn này á thì khởi chạy 2019, thì chúng ta kết nối lại với nhau, giống như là ông Nguyễn Văn A đặt một cái lệnh thì phải chờ ông Nguyễn Văn B bán một cái lệnh, thì chúng ta sẽ khớp lại với nhau, và không khớp được tức thì. Đây là DEX sơ khai thời điểm 1.0 nè, và rất là nhiều sàn DEX, có thể là Ether Delta, và rất là nhiều sàn trên nền tảng của Ethereum blockchain. Đó, cái đó là DEX 1.0, và DEX AMM như Bankex nè, như Sushi nè, như MDEX là DEX 2.0, nó nâng cấp hơn và nó có mặt 2020, khoảng 2020 thì nó có mặt khoảng tháng 8, tháng 9 gì đó. Đây mình cứ nói là DEX 1.0 là Binance DEX nè, chạy trên khởi chạy 2019 nè, như điểm đặt là phải chờ lệnh chờ. Và cái trong cái DeFi này nó có một cái hay là, thứ nhất là chúng ta có thể giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, và cái nó ẩn danh riêng tư, chúng ta có bao nhiêu tiền thì cũng không có ai có thể biết là chúng ta đang sở hữu bao nhiêu tiền, tại vì chúng ta chỉ để tiền trong một cái ví Bitcoin, và chúng ta ví Ethereum, ví BNB để chúng ta giao dịch với nhau. Một cái điều nữa quan trọng là rất là bảo mật, cực kỳ bảo mật luôn. Rồi, DeFi thì trong DeFi chúng ta sẽ cùng phân tích ra, trong cái DeFi nó có những cái mảng gì, DeFi nó rộng lắm. Mọi người cứ hiểu nôm na là khi mà tiền chúng ta không giao cho một ai đó, chúng ta tự cất ở tài khoản chúng ta và kết nối lại việc giao dịch từ ví sang ví, nó gọi là DeFi. Mà trong DeFi nó sẽ tách ra rất là nhiều mảng. Chúng ta có thể, trong DeFi nó có một cái sàn DEX 2.0, đây, DEX 2.0. Đây gọi hay còn gọi là DEX AMM. Rồi, một cái nữa trong DeFi chúng ta biết á là sàn DEX ha, DEX AMM mình sẽ cho mọi người thấy luôn, DEX AMM. Đây, Burger là trên nền tảng là Binance nè, Uniswap V3 là trên nền tảng Ether nè, MDEX trên nền tảng Hako Chain nè, trên nền tảng BSC, MDEX trên nền tảng BSC, Bankex trên nền tảng BSC, Uni trên nền tảng Ether, QuickSwap trên nền tảng Matic, Sushi trên nền Ether luôn, thằng này trên cả BSC và kia. Rồi nhiều cái phía dưới nữa ha.
Rồi. Một cái landing bó rau này mình sẽ cho mọi người thấy. Cái landing bó rau ha, landing thì mọi người nhấp vào cái thẻ landing bên này nè. Nó gồm có Venus Protocol nè, Compound nè, AAVE nè. Đây là cái nền tảng cho vay lớn nhất trên Binance Smart Chain. Và đây là hai nền tảng lớn cho vay lớn nhất trên Ethereum Blockchain. Và một cái nữa là truy xuất dữ liệu nè, một số lĩnh vực khác như là bảo hiểm, như là nhiều thứ. Rồi truy xuất dữ liệu chúng ta có thể nói cái con đầu ngành ở đây là con Link. Chainlink là một cái nền tảng trích xuất dữ liệu cho mọi người thấy đây nè. Con này là một con vua của DeFi luôn. Con này là con vua của DeFi. Và thời điểm 2017 nó 0.1 đô, giờ nó 20 đô, nó nhân khoảng 200 lần trong vòng 4 năm đó mọi người. 200 lần rất là kinh khủng ha. Rồi để mình vào đây mình cho mọi người xem một vài cái nữa. Rồi, ở đây để cho mọi người khái quát mình hình dung cái DeFi và cái CeFi ha. Ở chỗ này. Đây. Sàn Exchange, Sbox nè. Chúng ta vào đây là những cái sàn này nè. Sàn này là sàn gọi là sàn tài chính tập trung. Là tất cả chúng ta gửi tiền vào cái ví của ông chủ Binance, gửi tiền vào cái ví của chủ Huobi, gửi tiền vào ví của Coinbase, Kraken, KuCoin, Bithumb, Bitfinex, Gex.io, Binance US. Chúng ta gửi tiền vào đây là chúng ta gửi tiền vào một cái nền tảng tập trung giống như ngân hàng á. Nếu có sự cố thì chúng ta thực sự chúng ta sẽ không được đền bù đâu. Nó rất là mạo hiểm nha. Mọi người phải hiểu được điều đó để mình lường trước được. Chúng ta chỉ chơi những sàn DEX thì chúng ta tự giữ tiền. Nhưng mà sàn DEX không phải là an toàn 100%. Chúng ta giữ tiền nhưng mà chúng ta phải bảo mật cái khóa cá nhân của chúng ta như thế nào. Bảo mật thì sắp tới thứ ba mình sẽ có một buổi Zoom về bảo mật chuyên sâu cho tất cả nhà đầu tư của cái team tiền thuật toán của mình. Và bảo mật mọi người có thể vào đây mọi người xem ha. Hai cái video của mình nè, mình đăng 2019 á. Bảo mật cái tài khoản trên sàn giao dịch nè, bảo mật tài khoản nè. Mọi người xem hai cái clip này đi. Có rất là nhiều cái điểm hay và mọi người nên xem. Theo mình là mọi người nên xem. Và đây là cái video quan điểm của mình về tài chính tập trung và phi tập trung. Một cách là nó đơn giản nhất, nông dân nhất, mọi người không cần phải đọc nhiều đâu. Còn mọi người muốn đọc thì mọi người vào cái web của mình ha. Đây là cái web của team mình. Mọi người có thể vào đây search từ khóa nè. Mọi người có thể search từ khóa DeFi. DeFi để mọi người coi. Rồi trong DeFi nó có những cái gì đây. Mọi người thấy đây. Rất là nhiều cái DeFi ha. Còn không mọi người muốn đánh vô cái AMM nè. Thì mọi người ra cái sàn giao dịch DEX 2.0 đây. AMM là cái gì? Mọi người có thể đọc chuyên sâu ở đây. Ở đây mình cái bài, cái video này á, mình chỉ nói cho mọi người cái khái quát đơn giản nhất để mọi người hình dung. Còn mọi người muốn đọc nâng cao hơn nữa thì mọi người nên đọc những cái bài viết này của team mình ha. Đây, AMM thực ra nó là Automated Market Maker, là một cái sàn giao dịch, một cái cơ chế giao dịch tự động khớp lệnh ngay tức thì. Có thể hiểu năm nay vậy thôi. Còn mọi người muốn chi tiết mọi người đọc như đây. Nó có rất là nhiều thứ nè, công thức XY gì đó. Mình đọc đi, mình đọc để mình nâng cao kiến thức thôi. Trên đây có khá là nhiều thông tin. Và mọi người có thể đọc thông tin là về bản thân mình, founder sáng lập cho team nè. Ở đây có hết mọi thứ thông tin của mình trên này, mọi người có thể xem. Rồi đây, thành lập khi nào và sao có hết ha. Rồi, video này nhanh thôi. Hy vọng mọi người cảm thấy nó hữu ích, thì mọi người thấy nó dễ hiểu thì mọi người hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới và cho mình một cái like, một cái share, một subscribe kênh để giúp mình động lực ra những cái video tiếp theo. Rồi chúc mọi người một cái buổi tối chủ nhật thật là tốt lành. Bye bye.